Xin chào tất cả mọi người. Mấy ngày hôm nay thì có rất nhiều bạn hỏi về cái giá của hộp cho con của trại Rockefeller Hà Nội. Thì hôm nay mình làm cái video này là cũng nói về cái vấn đề giá của hộp cho con của trại Rockefeller Hà Nội bán bao nhiêu, cái giá rẻ nhất là bao nhiêu, để cho mọi người sẽ nắm được cái mức giá rồi chúng ta xem nó có phù hợp với mình hay không. Thì đầu tiên đấy là mình muốn nói là tại sao mà từ rất lâu rồi trại không có nói về cái giá của con cho con công khai. Không phải là bởi vì là siro lên trên để mà giấu về cái vấn đề giá cả, mà bởi vì nó có một cái câu chuyện là những cái người mà mua rốt, nuôi con chó rốt thì hầu như là mọi người sẽ có chung một cái điểm là mọi người không thích khoe, mọi người không muốn công khai cái giá của con chó con của người mua là nó nhiều tiền hay là như thế nào đấy. Thành ra là mình cũng không có công khai về những cái vấn đề về giá cả. Nhưng mà rất nhiều người hỏi mà nó mất công, nó đâm ra nó mất thời gian của cả mọi người và trại cũng mất thời gian trả lời về cái vấn đề giá cả. Thì mình làm cái video này để mọi người nắm rõ. Thì trại Rockefeller Govi là cho con có 3 mức giá nhé, có 3 mức giá mọi người. Cái mức giá rẻ nhất của trại là cho con dưới 15 triệu một con cho con. Thường thường nó sẽ dao động ở trong khoảng 12-15. Cái mức giá đa số các đàn là cái mức giữa, ở cái mức từ 15 đến 25 triệu một cho con. Và cái mức giá cao nhất thì nó là cái mức ở trên 25 triệu. Thì để mọi người có thể nắm được ba cái khoảng giá của con cho con để mọi người cân đối xem là mình nó có phù hợp để mình nuôi hay không. Còn tại sao mà cái con cho con nó lại có chia làm ba cái mức giá như vậy của cùng trại Thôi Pilai? Thì mình có thể nói sơ qua là như vì như thế này, tức là các cái con chó con của trại ấy, thì như hiện tại trại mình bây giờ là có 3 con chó đực, là những cái con chó ở cái mức xuất sắc, đều là những con chó đã đi thi và ăn giải nhiều giải thưởng chó đẹp, Bruno, Marvin, Loki. Thì về con chó đực thì sẽ là các bố của các đàn cho con sẽ vẫn là 3 con đực thế thôi. Nhưng mà cái con cái khác nhau nó ra, con cho con giá nó chênh nhau rất là nhiều. Thì trại mình chia cái con chó cái ra làm 3 mức. Ở cái mức cho con giá rẻ nhất thì là cái con chó cái là những con chó cái ở mức khá. Thì nó sẽ ra các con chó con ở mức dưới 15 triệu. Cỡ thứ hai là những cái con chó cái ở mức tốt thì cho con nó sẽ ra ở mức 15 đến 25 triệu. Còn cái những con cái ở mức rất tốt xuất sắc thì cho con nó sẽ trên 25 triệu. Siro lên. Rồi, làm đấy lại đọc vào cái đấy của anh. Được rồi, nằm yên đấy, để quay video. Thì để mọi người nắm được là các cái đàn cho con đều là với 3 con đực đấy hiện tại, ở thời điểm hiện tại nhé. Còn sau mà trại mà có những con đực mới cho vào nhân giống thì lúc đấy sẽ có những con đực con bố khác. Nhưng mà các con chó đực giống thì sẽ đều phải là những con chó mà đã qua đánh giá xuất sắc thì mới được xếp là cái con chó giống chính của trại, qua đánh giá của các cái giám khảo, các cái cuộc thi chó đẹp và cả cái gia phả của nó nữa. Thì cái việc mà nó kết hợp với con cái nào nó tạo ra những cái đàn cho con giá nó chênh lệch nhau thì mọi người có thể hiểu đơn giản cái ví dụ như này. Thực ra là nó không có chính xác 100% đâu, nhưng mọi người có thể hiểu đơn giản cái ví dụ mà mình hay nói với, bởi vì có nhiều người thắc mắc là tại sao mà cho con nó lại chênh nhau nhiều thế, cùng trại cùng bố. Thì mình nói với mọi người một cái ví dụ là gì, một ông tiến sĩ, tức là một cái ông rất là thông minh đi. Ok, ông ấy lấy mấy bà vợ, ông ấy lấy một bà vợ cũng tiến sĩ giỏi giang như vậy, con ông ấy ra nó sẽ thông minh, nó không bằng bố mẹ hay như thế nào đấy, nó cũng không có chênh lệch nhiều.
Thứ hai là ông ấy lấy một cái bà vừa vừa thôi, thì con ra nhìn chung là sẽ kém hơn là lấy bà tiến sĩ kia, cũng một cái người rất là thông minh giỏi giang và xinh đẹp nữa, mọi người có thể hiểu là như thế. Và cái thứ ba nữa, ông lấy một bà dở hơi, thì mọi người sẽ thấy là cùng một được giống nó sẽ ra các mức rất là khác nhau. Và cái con chó con, cái tiêu chuẩn của con chó con của trại nhà mình là mình hướng đến cái con chó con với ba cái tiêu chí mọi người. Nó là một con chó con là phải toàn diện, một con chó là phải toàn diện, ba tiêu chí là nó đẹp là mọi người nhìn thấy ok, nó đẹp, nó vừa mắt mọi người, nhưng nó còn hai tiêu chí nữa là nó phải khỏe và nó phải khôn. Nó khỏe và nó khôn để chúng ta sẽ nuôi nó sẽ thuận lợi và nó sẽ vui vẻ hơn, chúng ta sẽ yêu quý con chó của chúng ta hơn. Là cái khỏe với cái khôn nó quan trọng lắm, cho nên là mình xếp cái khỏe khôn khôn trước, khỏe sau rồi mới đến đẹp. Thì các cái con chó ở những cái đàn dưới 15 triệu có thể nó cũng là những cái con chó rất là đẹp, chứ không phải là nó không đẹp nha mọi người nhá. Nào Siro ơi, đây này. Nhưng mà ở hai cái yếu tố còn lại thì mình đánh giá nó kém hơn. Có thể cái gen của con đực là một cái con chó rất là tốt, nó át gen con cái đi, con chó con già nó rất là tốt. Nhưng nếu cái con cái đấy là con cái chỉ ở mức khá thôi thì con chó con trại vẫn để nó ở cái mức giá thấp nhất. Đấy là mọi người, để mọi người biết được là cái cách chia cái khoảng giá ở trại Rockefeller Gervi Hà Nội nó như thế nào. Thì cái chó con ở đây chúng ta có thể hiểu là nó là ngoài bản thân cái con chó con nữa, là nó tốt, nó khỏe, nó đẹp, nó nhanh nhẹn hay như thế nào, thì còn phụ thuộc vào cái con bố mẹ của nó nữa. Nó phải hai bên đều là cả đực cả cái đều là những con chó xuất sắc thì con chó con ra nó mới sẽ ở cái mức giá cao nhất được. Nếu mà con cái mà chỉ là con cái tốt thôi, chưa đạt đến mức gọi là xuất sắc, cái đấy là do trại mình đánh giá và do qua các cuộc thi, thì nó cái mức giá nó sẽ thấp hơn. Còn cái với cái trên cái tinh thần nhân giống ấy, cái con chó giống ấy, thì bản thân một con chó tốt, bản thân nó tốt thi thắng giải, nhưng nó không di truyền được cho đời con của nó, thì mình không coi nó là một con chó tốt trên phương diện nhân giống. Thì mọi người phải hiểu ở đây là các cái đàn chó con khi mà phân cái khoảng giá nó khác nhau là chính là một cái lý do như vậy nữa. Còn ba con đực của trại nhà mình thì là ba cái con mà đã qua những cái đàn con của nó thể hiện được là cái độ di truyền của nó là cực kỳ tốt, nó để lại được những cái ưu điểm của chúng nó cho đời con. Đấy là những con đực tốt. Nó tốt tại sao cả ba con nó cũng tốt, thì có lẽ là nó do cái phả gen của nó là một cái phả gen rất là tốt và nó ổn định. Cái giá cho con như vậy để mọi người nắm được. Còn rất nhiều người có cái câu hỏi là cái giá nó cao quá, giá đắt quá, sao ở những chỗ kia người ta bán có mấy triệu thì 7 triệu, 8 triệu, mà tại sao ở đây cái rẻ nhất nó đã là mười mấy triệu rồi. Thì cái này, cái câu trả lời nó, cái vấn đề này nó rất là khó trả lời, nhưng mà mọi người có thể hiểu đơn giản nó như thế này này. Bản thân ở trại nhà mình nó cũng đã có 3 mức giá ở cùng một trại, cùng một con đực mọi người nhá, nó đã có 3 mức giá khác nhau. Thì những cái con chó giống mà trại mình nhập về hay là các trại khác cũng là nhập, người ta nhập về, nó cũng có rất nhiều cái mức giá khác nhau, chứ không phải chỉ có 3 mức. Ở trại nhà mình là 3 mức. Nhưng nếu mà đi nhập một con chó giống về, mình có nói đơn giản là con chó con, khi mà chúng ta đi nhập con chó con về, thì cái giá của nó sẽ nằm ở trong khoảng này, chia sẻ mọi người luôn, nó sẽ nằm trong khoảng từ 800 euro một con chó con cho đến khoảng 4.000 euro. Cái khoảng nó rất là rộng, mình cứ coi như nó là từ 1.000 euro cho đến 4.000 euro. Euro nhân nó là khoảng 27-28, nhưng mà mọi người cứ nhân với 30 đi cho tròn. Thì từ 1.000 tức là từ 30 triệu cho đến 4.000 tức là nó khoảng 120 triệu. Mọi người sẽ thấy là cùng là một con chó con nhập,
30 triệu cũng nhập được một con, mà 120 triệu cũng nhập được một con, cộng với tiền ship nó khoảng tầm 500 euro cho đến 800 euro nữa, tức là nó rơi vào khoảng tầm 15 triệu cho đến khoảng tầm 20 mấy triệu, cứ coi như 15 đến 20 triệu. Thì mọi người sẽ thấy là bản thân đi mua con giống nó đã có cái sự chênh lệch về giá rất là lớn giữa các cái con giống khác nhau, giữa các con chó con khác nhau của những trại lớn. Cái người ta lọc gen kỹ rồi, cái con chó của người ta thế này thế kia, cái giá của người ta nó gấp 3 lần giá của những cái người nuôi mang tính chất cá nhân. Đấy là khi mà chúng ta đi nhập chó, hoặc là của những trại thương mại, và trại thương mại giá nó sẽ rẻ nha mọi người nhé. Những trại thương mại, những trại mới so với những trại nhân giống, những trại nhiều đời, những cái trại mà người ta chọn lọc con giống kỹ lưỡng là ở đây. Thế cho nên là mình mới nói câu chuyện ở đây là cái câu chuyện là cái con cho con mà trại mình nhập con Dina tính về Việt Nam mà nó rơi khoảng tầm 90 mấy triệu. Thì ở những cái trại như thế thì cái giá con cho con là nếu mà những cái đàn nào rẻ lắm nó cũng phải 2.500 euro, cộng với lại khoảng tầm 500 cho đến 800 euro tiền bay nữa. Thì mọi người sẽ tưởng tượng được là cái con cho con, mua một cái con cho con về là nó hàng trăm triệu rồi. Và nếu mà không thì chúng ta sẽ không thể so cái con của con cho con đấy, con cái con cháu của nó với lại những cái con cho con mà mua về với mức giá 1.000 euro hoặc là 800 euro, nó chênh lệch nhau nhiều lắm. Còn cái cảm nhận, cái sự khác biệt của những cái con chó thì mọi người xem các cái video của Robert Covey để mọi người cảm nhận cái con chó nó có cái sự khác biệt như thế nào. Tại sao mà rất nhiều người sẵn sàng mua cái con chó con, đặt mua và chờ, là bởi vì mọi người cảm nhận được cái con chó và nó có một cái sự khác biệt. Chứ nó không có ai mà bỏ nhiều tiền ra mà là những cái người gọi là thừa tiền đâu, không có ai thừa tiền cả. Các khoản chi nó đều phải hợp lý. Thì cái câu chuyện ở đây là cái giá chó con thì nó như vậy. Chúng ta sẽ không bàn đến vấn đề đắt rẻ. Nếu bạn nếu nó đắt rẻ thì đấy, mình kể cái câu chuyện là mình nhập cái con chó con ấy, cái giá của nó là bao nhiêu để mọi người biết được. Còn cái con chó con của trại mình thì nó có bao mức như vậy. Nhưng chúng ta sẽ không bàn đến cái câu chuyện đắt rẻ, mà chúng ta chỉ bàn đến câu chuyện là cái giá con chó như thế nó có phù hợp với điều kiện của chúng ta hay không. Và chúng ta có ok, cảm thấy ok thì hợp lý với chúng ta thì chúng ta mua, chúng ta bắt, chúng ta chờ, chúng ta cọc rồi chúng ta chờ, chứ cũng không phải là muốn mua nó có luôn đâu mọi người. Thì chúng ta sẽ cọc, chúng ta chờ, và cọc thì trại mình cũng nhận theo đợt, chứ cũng không phải là lúc nào cũng nhận. Thì đấy là nói cái câu chuyện về cái các cái mức giá của con cho con của trại. Thì mọi người xem là nó có phù hợp với cái điều kiện của mình hay là không thôi. Phù hợp với điều kiện của mình thì mình bắt. Chứ nhiều bạn thì phản ứng nghe rất dữ dội khi mà hỏi giá, anh ơi cho con giá bao nhiêu anh? Trải báo là cho con giá, mức giá thấp là khoảng 12 đến 15 triệu. Ôi dồi ôi, bán đắt thế thì ông giữ lại mà nuôi hết. Vâng, xin cảm ơn, không muốn tiếp chuyện, khổ, mệt mỏi. Đấy là cái câu chuyện rất là thường gặp. Không phải là số đông là như thế mà số ít thôi. Còn hầu như là những cái người mà thích cái giống chó rốt này thì hầu như thích thực sự nhé. Hầu như là những cái người mà rất là có một cái sự kiên nhẫn, và hầu như mọi người sẽ có một cái sự tìm hiểu, chứ cũng không có vội vàng theo cái như cái trường hợp vừa rồi mình nói. Chưa không nói đâu. Thì nói về cái giá của con chó con như vậy. Còn cái lịch sinh sản cái đợt tới đây, rất nhiều bạn hỏi về cái lịch chó con bao giờ có. Thì trại Rugalubi hay là các cái trại chó khác ở Việt Nam thì nó cũng đều có một cái điểm giống nhau là một năm là có thể nói là nó có hai lần sinh sản, hai đợt sinh sản. Thì cái đợt sinh sản mùa hè sẽ là cái đợt
cho ít chó sinh sản thôi, bởi vì là cái thời tiết nó khắc nghiệt. Cái đợt sinh sản đợt tới này nó là đợt sinh sản chính, và đợt sinh sản cuối năm, đợt sinh sản mùa đông. Thì ở cái đợt sinh sản này, cái lịch sinh đàn gần nhất là cuối tháng 10 này. Còn đến tháng 11 và tháng 12 cũng có, tháng 1 cũng có, sẽ còn mấy đứa như Siro này đang chờ Siro lên giấm này, Siro lên giấm là sẽ cho Siro lấy giấm này. Và còn mấy đứa nữa cũng đều là đang chờ. Thì đấy là cái lịch sinh nha mọi người nha. Còn nó có sinh sản nó ok, nó thuận lợi hay như thế nào thì lúc nào mà có cho con thì lúc đấy sẽ có video. Và cái lịch nhận cọc thì lúc đấy sẽ có cái lịch nhận cọc với mọi người. Cũng hy vọng là cái video này sẽ chỉ là các cái bạn mà thực sự quan tâm đến cái con chó con của trại xem được thôi. Chứ mình cũng không muốn ở cái video thực sự mà nói là cái vấn đề giá của con chó con này không phải là trại không muốn công bố đâu, mà các chủ chó không muốn công bố. Mọi người phải nhớ là một điều là như thế. Bởi vì những người nuôi rốt thì thường là mọi người không muốn nói nhiều, không muốn khoe, không muốn theo kiểu này kia. Và nó là đơn giản là nó là cái sở thích thôi. Mất công khoe đâu, con chó đã tiền rồi nó nhăm nhe nó bắt mất. Thì đấy là cái câu chuyện là hy vọng là những cái người mà muốn những người quan tâm đến cái con chó con của trại thì xem được thôi. Còn bình thường mọi người xem cho vui thì hy vọng là mọi người không sẽ không xem được cái video này, rồi bắt đầu xem vào rồi để bàn tán rồi này kia. Siro ra đây, Siro lên. Thì đấy, cái giá con chó con là như vậy. Mọi người xem cái điều kiện của mình nó có phù hợp hay không. Như cái con rốt này mình như mình nói ở trong cái video ưu nhược điểm của cái con Rottweiler, là cái giống Rottweiler nó là giống chó đắt tiền. Ở nước ngoài người ta nhìn thấy một người ở châu Âu hay là châu Úc hay là châu Mỹ mà người ta nhìn thấy một người nuôi cái giống rốt này là người ta bảo a thằng này nhà giàu. Bởi vì sao? Bởi vì là cái tiền mua cho con nó đã đắt rồi, ăn thì chúng nó ăn khỏe tốn tiền lắm, chứ nó đâu có phải là cái chuyện đơn giản. Cho nên phải xem cái phù hợp, cái điều kiện của mình phù hợp hay không. Mà thích thì thích rồi, thích nhưng điều kiện của mình nó chưa phù hợp thì mình chờ, mình ngắm chó thôi, mình tìm hiểu mình này kia. Khi nào cái điều kiện của mình nó thích hợp thì lúc đấy chúng ta sẽ mua. Cũng không nên có vội vàng là mua những cái con chó mà chúng ta không nghĩ. Thì như mình nói về cái câu chuyện là khi mà chúng ta chọn chó thì chúng ta nên chọn theo cái tiêu chí đầu tiên, là cái tiêu chí là cái con chó mà chúng ta ưng ý. Thì chúng ta chăm nó sẽ vui vẻ hơn và nó thuận lợi hơn. Con chó nó cũng vui, mình cũng vui. Còn cái con chó thì nên chọn cái con chó khôn là cái yếu tố đầu tiên. Bởi vì nếu mà một con chó nó khôn ấy, thì dù là nó có không được đẹp xuất chúng, chúng ta vẫn thích tự hào về nó ghê gớm, và chúng ta thấy vui với nó, chúng ta yêu nó. Còn nếu mà con chó có thể nó đẹp nhưng nó ngu ngơ chứ chắc chúng ta đã yêu bằng đâu. Đấy là cái mà ai là cái người mà yêu quý chó mèo thì sẽ có một cái điểm chung là như vậy. Cái bởi vì là yêu nó là cái tình cảm, mà cái tình cảm thì nó phải có cái sự tương tác. Chứ còn nếu mà chỉ vì nó đẹp mà yêu thì đấy là không phải là yêu, mà đấy mới là thích. Còn yêu nó phải có qua có lại, nó phải có cái sự tương tác nó mới là yêu. Đây là cái câu chuyện yêu là như thế. Nên là con chó khôn ấy là sẽ được chủ yêu. Có thể nói câu chuyện là như vậy, con chó khôn là sẽ được chủ yêu. Còn yêu đến mức nào thì cái đấy là còn phải tùy vào những cái khác của nó nữa. Con chó khôn là sẽ chủ sẽ hài lòng về nó rồi. Còn để mà chủ rất hài lòng thì con chó nó còn cần đẹp nữa. Khôn khỏe, khỏe mới nuôi được, khỏe chăm nó mới dễ. Khôn khỏe đẹp thì chủ sẽ rất hài lòng về nó. Còn có thể một cái thứ nào đấy ở trong ba thứ nó hơi kém một chút, giả sử như nó không được khỏe lắm, giả sử nó không được đẹp xuất chúng thì chủ vẫn hài lòng về con chó. Không được mức rất hài lòng nhưng cũng là được mức hài lòng. Thì đấy, tôi chia sẻ thêm với mọi người một chút như thế. Và các bạn mà hỏi về giá chó con của trại Rottweiler Govi thì mình cũng, mà các bạn chưa xem cái video này thì mình sẽ gửi cho các bạn cái video này để các bạn tham khảo.
Và cái giá của con chó con mà trong cái trường hợp những cái bạn mà trước đây mà mình đã nhắn tin để mà mình báo ấy, thì nó cũng nội dung nó y xì như vậy thôi. Ở video thì để mà nói được kỹ hơn, nói được rõ hơn tại sao cái giá nó để phân ra như vậy và chia sẻ thêm một chút với mọi người, chúc cho mọi người sẽ tìm được cái con chó mà mình ưng ý, có thể là không có phải của trại mình hay là của những chỗ khác, của trại mình không có nhiều chó đến thế để mà ai muốn mua cũng có chó để bán, thực sự là trại không có nhiều chó đến như vậy, và nó cũng không phải là cái giá tiền nó không phải phù hợp với tất cả mọi người đâu, nó phù hợp với lại một nhóm người thôi, là phải là có điều kiện một chút, bởi vì cái giá nó là cái mức ở cái mức giá cao hơn so với cái mức giá trung bình. Vì cái con chó giống mà trại mình nhập về là mình lựa chọn những con chó giống tốt, chứ mình không lựa chọn những con chó giống trung bình để mà mình nhập về làm chó giống, cho nên là cái giá cho con nó sẽ chênh lệch nhiều lắm, cộng với lại cái chế độ chăm sóc nữa. Thì mọi người có thể nhìn những con chó, mọi người sẽ thấy được nó có một cái sự khác biệt nào đấy. Thì người ta gọi là tiền nào của ấy thôi, nhưng mà cái nó xem nó phù hợp với mình hay không. Nó phù hợp với mình thì mình có thể chờ, mà nhiều người là muốn mua mà cũng không chờ được bởi vì nó lâu. Có những người trách trại mình là ở đấy lại có câu chuyện, có những anh ấy trách, anh bảo tưởng anh ấy không có tiền mua chó, cứ thấy đăng cho con lên về với chủ mà anh hỏi thì lại cứ bảo là chưa có chó. Khổ lắm. Cái câu chuyện ở đây là cái câu chuyện là những cái người mà mua là những người đặt cọc từ trước mọi người ạ. Mọi người, những cái người chủ ấy, người ta có thể đặt cọc trước nửa năm, một năm trước rồi, đến sau mới có chó để người ta bắt. Sau đến khi có chó con thì đương nhiên là trại sẽ phải ưu tiên cho những người đã đặt cọc. Còn lại có những người thì lại hỏi tới này có đàn nào không, thì trại không có. Có còn chó con không? Vẫn còn anh. Thế thì anh mà có muốn quan tâm cái đàn đấy thì anh có thể là anh đặt cọc. Anh như thế nào đây, anh xem xét kỹ con bố con mẹ đi, rồi anh đặt thích bắt luôn thì anh đặt cọc. Rồi anh chờ xem cho con nó lớn lên mà nó ok, nó ưng ý anh thì anh bắt. Nó không ưng ý thì cái cọc đấy vẫn giữ nguyên và chuyển sang chờ đàn sau. Khi nào đàn nào ưng ý thì bắt. Thì lại báo lại chạy này này. Anh muốn bắt ngay, anh muốn là nhìn thấy chó là anh đón chó rồi anh trả tiền luôn chứ anh không muốn cọc. Và vâng thế cũng được, nhưng mà thế thì anh phải chờ xem là nếu lúc đấy nó còn chó thì anh bắt. Bởi vì nếu có người cọc trước thì sao mọi người? Có người mà người ta tin tưởng chạy hơn, người ta còn muốn cọc trước, người ta chờ chó thì đương nhiên là sẽ phải ưu tiên người ta. Mà thực sự là những người đấy là những người người ta tâm huyết hơn và người ta tin tưởng hơn. Đã là tin tưởng nhau là sẽ ưu tiên rồi. Thì trong cái trường hợp gọi là chờ cho con để mà bắt, nhưng mà lại là không có, dù là trại bảo là ok nó thích bắt thì là chờ thì cặp thôi, nhưng nếu không muốn cặp thì lúc đấy là mình phải vui vẻ mình chấp nhận, chứ không lẽ đến lúc lại quay ra lại trách bảo ôi dồi ôi khinh tôi không có tiền mua chó, mệt mỏi, không có tiền mua chó thì nên là bán chó thì những đứa khác không bán chó cho tôi. Cho con có chẳng bảo gì tôi cả, nhưng khổ cái cho con ra nó có chủ hết giờ còn đâu mà còn bảo gì anh. Đấy là mọi người hết sức là thông cảm vào cái vấn đề đấy. Và về cái vấn đề giá chó đắt rẻ thì trại không có cái giá của con chó con mà báo. Giá chó con thì mỗi một đàn chó cụ thể nó sẽ có một cái giá cụ thể mà trại sẽ báo riêng từng con, thì đấy là giá bán. Mọi người cảm thấy cái con chó nào ở trong đàn mà nó ok với lại cái phù hợp với những cái điều kiện của mình thì mình bắt thôi, chứ không phải là cái giá để mọi người phải mất công mặc cả thế không chạy bán chó là còn nói thách mệt mỏi lắm. Thì chia sẻ với mọi người cái video này để chúng ta đỡ mất công mà chúng ta phải hỏi han rồi thế này thế kia, rồi lại người nọ này hỏi ông kia là cố gắng tìm số điện thoại của mấy ông mua chó, hỏi xem ông mua bao nhiêu tiền đấy, mà sợ là Hoàng Gơ Vi nói thách mệt mỏi, không nói thách mọi người nhá. Nói là nói giá bán, mọi người thấy phù hợp với mình, cảm thấy phù hợp, một là cái giá đấy nó phù hợp với điều kiện của mình, hai là cái con chó mình cảm thấy nó ok với cái mức giá đấy là hợp lý thì mình bắt.
thì mình đặt. Còn ấy, cái nguyên tắc của mình đi mua chó cũng vậy thôi, mình cũng là người đi mua con giống, mình cũng phải đi mua về chứ. Mình đi mua chó thì mình sẽ không quan tâm về cái vấn đề giá lắm đâu, bởi vì là mình hướng đến cái là cái con chó mình ưng ý. Bởi vì sao? Cái con chó không cần biết nó mua bao nhiêu tiền, nếu mà mua 1.000 hơ mà con chó về mình không có ưng ý, đấy là mình bị mua quá đắt và mình tiếc cái tiền. Nhưng nếu con chó mình mua 3.000, 4.000 hơ về nó là con chó tốt, là mình thấy là nó rất hợp lý. Tức là gì? Cái cuối cùng là con chó chúng ta mua về nó có ưng ý chúng ta hay không, nó mới là cái quan trọng. Bởi vì ba cái con chó không ưng ý, ba mỗi con 1.000 ơ, nó cũng không thể đổi sang được một con chó ưng ý. Chưa nói đến cái trường hợp ở đây là chúng ta khi mà chúng ta nuôi gia đình, chúng ta chỉ nuôi được một con hoặc hai con, chúng ta không có nuôi được nhiều. Cho nên là khi mà một người chọn thì mọi người nên chọn cái con chó ưng ý với mình, rồi sau đấy thì xem cái phù hợp cái về cái điều kiện tài chính, xem là nó có ok không, nó phù hợp thì chúng ta bắt, còn không chúng ta chờ, hoặc chúng ta chờ những cái nào có thể bắt ở chỗ nọ chỗ kia ok. Dù bắt ở chỗ nào thì cũng chúc mọi người nuôi chó vui khỏe nhé. Xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. Siro lên đây nè, Siro nên chào khán giả để anh nói chuyện với mình. Siro Chelsea. Lên Pila để quá nhiều nhỉ. Messi cho hết. Ok, nhìn vào kia nào. Rồi mà lá sợ. Ok nào. Xin chào tất cả mọi người nhá. Nào nhìn vào màn hình nào. Ok siêu đẹp. Sao tắt nào.